Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay ngày 31 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây. Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập, đưa ASEAN trở thành một thị trường chung, một cơ sở sản xuất thống nhất. Vào thời điểm này, các doanh nghiệp ASEAN đã chủ động chuẩn bị cho tiến trình hội nhập này. Năm 2015 đã đánh dấu sự hồi phục của thị trường bất động sản khi mà lượng cung, lượng cầu đều tăng đột biến, giá trị tồn kho giảm. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2016, vòng phỏng vấn trong thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài sẽ được lược bỏ, góp phần tiết kiệm thời gian cho người dân và đơn giản hóa thủ tục đăng ký. Thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay 31 tháng 12, cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập. Đây là một cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á. Nhằm đánh dấu giây phút lịch sử này, Bộ Ngoại giao đã tổ chức long trọng lễ thượng cờ ASEAN trong sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên thời sự sẽ thông tin chi tiết từ hiện trường. 7 giờ 30 sáng, với nền nhạc là ca khúc chính thức của ASEAN, lá cờ ASEAN đã tung bay trên bầu trời, ghi lại dấu mốc quan trọng trong tiến trình hình thành và phát triển của khối ASEAN khi cộng đồng này chính thức được thành lập theo tuyên bố Kuala Lumpur ngày 22 tháng 11. Lễ thượng cờ có sự tham gia của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, đại diện các đại sứ quán của các nước ASEAN và các nước đối tác tại Việt Nam cũng như đại diện các bộ, ngành. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chào mừng sự ra đời của cộng đồng ASEAN và đánh giá cao ý nghĩa của cộng đồng này đối với tất cả các nước thành viên trong khu vực. Cộng đồng ASEAN ra đời sẽ đưa tiến trình hợp tác và liên kết khu vực sang một giai đoạn mới, sâu rộng và chặt chẽ hơn, vừa đáp ứng lợi ích của các quốc gia thành viên, vừa phản ánh vai trò trung tâm, tính chủ động của ASEAN trước xu thế tăng cường hợp tác, liên kết ở khu vực và trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong hợp tác ASEAN, góp phần xây dựng thành công cộng đồng ASEAN. Lễ thượng cờ ASEAN ngày hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi nó đánh dấu sự ra đời chính thức của cộng đồng ASEAN. Và kể từ ngày mai, thị trường chung hơn 600 triệu dân sẽ được hình thành, cho phép lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn và lao động tự do. Đồng thời, 10 nước thành viên ASEAN cũng sẽ bắt đầu sử dụng chung bầu trời, hay còn gọi là bầu trời mở ASEAN, với số lượng chuyến bay không giới hạn. Vâng, cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập, đưa ASEAN trở thành một thị trường chung, một cơ sở sản xuất thống nhất. Cộng đồng ASEAN là bước phát triển tiếp theo của ASEAN sau 48 năm hình thành và phát triển. Và trong lĩnh vực kinh tế thì đó là sự tiếp nối các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết với hàng rào thuế quan và phi thuế quan đang và sẽ dần được gỡ bỏ. Vào thời điểm này, doanh nghiệp ở một số nước ASEAN đã chủ động chuẩn bị cho tiến trình hội nhập này. Đây là nhà máy chế tạo cơ khí của công ty Jepsen Enzesen đóng ở miền Nam Malaysia, chuyên sản xuất thiết bị nâng bốc dỡ hàng hóa. Nhà máy này có định hướng không chỉ cung cấp sản phẩm cho thị trường Malaysia mà còn cho cả khu vực khi cộng đồng ASEAN ra đời. Chúng tôi sản xuất sản phẩm ở Malaysia có nhiều lợi thế về giá và chi phí. Các sản phẩm không chịu thuế gì khi di chuyển trong các nước ASEAN. Đây cũng là ví dụ cho quy trình sản xuất, trong đó chúng tôi tập trung vào sản xuất cho cả khu vực. Đón sẵn cơ hội từ cộng đồng kinh tế ASEAN cũng là chiến lược của ngân hàng Kasikorn, một trong 5 ngân hàng lớn nhất Thái Lan hiện nay. Không chỉ phát triển mạnh mạng lưới dịch vụ ở trong nước, Kasikorn đã có chiến lược phát triển ra thị trường nước ngoài, mở chi nhánh ở Lào và các văn phòng đại diện tại Campuchia, Myanmar và Việt Nam, đón sẵn nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài đang đổ vào ASEAN. Cộng đồng kinh tế ASEAN không chỉ tốt cho 10 nước thành viên ASEAN mà tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Do đó chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi có thể thúc đẩy đầu tư vào khu vực này. Và chúng tôi cũng tin tưởng vào mức tiêu dùng của khu vực sẽ tăng đáng kể trong những năm tới. Nhìn trên tổng thể, ASEAN là nền kinh tế có tổng GDP lên tới 2.600 tỷ đô la Mỹ và có dân số thuộc tầng lớp trung lưu đang tăng mạnh và đang tạo sức hút lớn cho thu hút đầu tư nước ngoài trên nhiều lĩnh vực, từ sản xuất ô tô cho tới bán lẻ, dịch vụ ngân hàng. ASEAN là thị trường quan trọng với các công ty Hoa Kỳ bởi vì có tiềm năng lớn, có lượng người tiêu dùng thuộc tầng lớp trung lưu có thể tới 400 triệu người. Quy mô nền kinh tế trên tổng thể là yếu tố hấp dẫn với các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư và kinh doanh. ASEAN sẽ tiếp tục tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng hơn sau 2015, tiến tới việc xóa bỏ hoàn toàn các dòng thuế còn lại, đồng thời với việc tháo gỡ các hàng rào phi thuế quan và đặc biệt là sẽ thúc đẩy kết nối giữa các nước thành viên. Và điều này sẽ mang lại các cơ hội ngày càng lớn hơn
cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân ASEAN. Hiếu Hưng, phóng viên Việt Nam tại Singapore. Trong cả quá trình hình thành và phát triển, ASEAN luôn được đánh giá là một trong những điển hình hợp tác khu vực thành công trên thế giới. Hình thành cộng đồng ASEAN đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Hiệp hội hướng tới những mục tiêu liên kết cao hơn. Theo các chuyên gia, trong giai đoạn mới này thì những bài học kinh nghiệm cả thành công lẫn thất bại từ Liên minh châu Âu-EU, một tổ chức liên kết khu vực thành công nhất hiện nay, sẽ rất cần thiết với ASEAN. Kể từ khi ra đời năm 1951, đến nay EU đã trải qua 6 lần mở rộng. 28 nước thành viên của EU duy trì một liên kết toàn diện về kinh tế, chính trị, có cơ quan điều tiết xuyên quốc gia. Nguyên tắc quyết định của EU là đa số phiếu. Tôi nghĩ một trong những thành công của Liên minh châu Âu đó là phối hợp các chính sách đối ngoại của các quốc gia thành viên để có chính sách đối ngoại của Liên minh, để EU trở thành một liên kết toàn diện với tính chất thể chế cao, tăng cường quan hệ đối tác để thúc đẩy lòng tin, sự hội nhập, liên kết khu vực để đảm bảo sự độc lập chiến lược. Giống như châu Âu luôn luôn đặt lợi ích của người dân, của con người làm trọng tâm, và cái này ASEAN bắt đầu nhận ra. Khi nào một tổ chức, một khu vực hay một cái thể chế nào đó mà không đặt con người, không đặt nhân dân trọng tâm, thì cái tổ chức này sẽ không phát triển mạnh mẽ được. Trong một thập niên trở lại đây, EU phải đối mặt với nhiều thách thức trong cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và chưa thể tìm ra đáp số chung như nạn nhập cư, mất an ninh phi truyền thống, thất nghiệp, khủng hoảng nợ công. Ra đời sau EU gần hai thập kỷ, ASEAN không hướng tới một thể chế điều tiết xuyên quốc gia. Nguyên tắc ra quyết định của ASEAN là dựa trên đồng thuận. Thể chế chính trị và khoảng cách phát triển của các thành viên ASEAN cũng rất khác nhau. Sự khác biệt này cũng khiến ASEAN phải đương đầu với nhiều thách thức. Làm sao đảm bảo được sự nhất trí tương đối? Phải vì cái lợi ích chung của cộng đồng, không chỉ vì lợi ích cá nhân, rồi mà mình làm chuyện này chuyện khác. Mặc dù là anh có quyền làm, nhưng mà cái quan trọng hơn là nếu anh muốn có cái cộng đồng nó tốt đẹp mà được khu vực này công nhận, được thế giới ta công nhận và có vai trò ngày càng cao của cộng đồng cũng như là mỗi thành viên, thì trước hết là phải cái sự nhất trí. EU không thể vượt qua được những cái khủng hoảng vừa qua với những cái giải quyết vấn đề nợ công của Hy Lạp và khả năng trưng cầu ý dân để có thể một nước thành viên có thể ra khỏi cái khu vực đồng euro. Họ phải có một cái sự niềm tin rất lớn vào trong cái sự thành công của hợp tác khu vực, và họ phải có một sự đoàn kết rất là chặt chẽ thì họ mới vượt qua được những thách thức đấy. Cái kinh nghiệm thứ hai đấy là cái kinh nghiệm về xử lý khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên. Theo các chuyên gia, nếu duy trì một cách cứng nhắc các nguyên tắc tồn tại trong 40 năm qua, thì sự hợp tác của ASEAN sẽ gặp phải trở ngại. Vì vậy, phải tìm cách dung hòa để đáp ứng cả hai nhu cầu. ASEAN vận hành trôi chảy, đồng thời duy trì được sự thống nhất trong đa dạng. Tiếp tục chương trình với những thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Starbucks là một hãng cà phê nổi tiếng trên thế giới. Và mới đây, hãng này đã công bố một thông tin làm cho nhiều người Việt Nam vô cùng hứng khởi khi mà Starbucks sẽ đưa hương hiệu cà phê Việt Nam, cụ thể là cà phê Arabica Đà Lạt, vào hàng ngũ những sản phẩm chính thức của hãng với giá hơn 50 đô la Mỹ 1 kg. Sản phẩm này đã được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2015 trong một số cửa hàng chọn lọc tại Mỹ và ở vài nước khác, và sẽ đến với khách hàng trong nước từ ngày 4 tháng 1 tới đây tại tất cả các cửa hàng của Starbucks trên toàn quốc. Loại cà phê mới này được sinh ra từ đất núi lửa màu mỡ, nhiệt độ lạnh không thay đổi và lớp sương mù hội tụ trong từng hạt cà phê. Theo các chuyên gia, chính những yếu tố này đã tạo nên vùng đất lý tưởng cho những hạt cà phê Arabica chất lượng cao. Năm 2015 đã đánh dấu sự hồi phục của thị trường bất động sản khi mà lượng cung, lượng cầu đều tăng đột biến, giá trị tồn kho thì giảm. Nhưng sự ấm nóng trở lại của thị trường bất động sản năm nay có nhiều thay đổi về chất so với những năm trước đối với tất cả các phân khúc hàng hóa trong thị trường. Trước đây, các dự án bất động sản đưa ra thị trường, thông tin thường nhỏ giọt. Tuy nhiên, nay đã khác khi thông tin về dự án ra thị trường nhiều hơn, minh bạch hơn. Chẳng hạn, với dự án Gold Season tại Hà Nội, thông tin được cập nhật hàng ngày và qua nhiều kênh thông tin giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn. Thường những cái chủ đầu tư uy tín thì người ta tất cả mọi thông tin người ta đã có sẵn để cho khách hàng người ta tìm đến. Chứ ngày xưa chỉ là
mua thì mình chỉ là đến đấy nói dự án là có dự án, mọi người đổ xô tiền mua, nhưng bây giờ từ tiếp cận những cái bạn nhân viên tư vấn rất là nhiệt tình, có thể gặp trực tiếp chủ đầu tư hoặc cái đơn vị phân phối nó đảm bảo. Thông tin nhiều, nguồn cung dồi dào, đặc biệt phân khúc trung và cao cấp sau thời gian dài im ắng thì nay đã trở lại với hàng loạt các dự án lớn được mở bán trong năm nay. Trong bối cảnh đó, chính các chủ đầu tư, các dự án bất động sản để hấp dẫn người mua đã phải có sự thay đổi nhằm tạo sự khác biệt trong từng sản phẩm của mình. Đối với dự án của chúng tôi thì chúng tôi mang hơi thở thời đại của nước Mỹ. Đồng thời song song theo đó thì đối với dự án này, cái tỷ lệ cây xanh ở trong dự án đạt tới 70%, đó là một tỷ lệ rất là lớn so với tất cả các dự án tại Hà Nội. Đồng thời những cái tiện ích xung quanh đó, chúng tôi có 99 tiện ích để phục vụ cho khách hàng của chúng tôi. Sự khởi sắc đã giúp cho giá trị tồn kho bất động sản năm qua giảm hơn 75.000 tỷ đồng, tương đương 58%. Giao dịch bất động sản tăng 50% và số doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới tăng gần 80%. Dòng tiền liên tục được đẩy vào thị trường là yếu tố khiến cho thị trường bất động sản năm nay ấm nóng trở lại. Các ngân hàng đều đưa ra các chính sách khá hấp dẫn cho khách hàng mua nhà. Đấy, rồi là cho chủ đầu tư, tài trợ chủ đầu tư thông qua là chính sách ân hạn lãi suất, ân hạn thời gian và ân hạn ở lãi suất. Đấy, cho nên là cái kích thích được cái nhu cầu tiêu dùng của mọi người. Tập trung để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản bằng những cái giải pháp nhưng mà không cần đến vốn ngân sách. Trong đó tập trung để tái cấu trúc lại cái thị trường bất động sản, tái cấu trúc lại các thị sản phẩm bất động sản nhằm đa dạng hóa các sản phẩm bất động sản để mọi người dân đều được có những sản phẩm phù hợp với khả năng thanh toán của mình mà khắc phục được cái lệch pha cung cầu, và do đó thị trường bất động sản đã được phục hồi rất tích cực. Tính đến cuối năm nay, lĩnh vực bất động sản đã thu hút được 2,32 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, đứng thứ 3 trong các lĩnh vực về thu hút vốn FDI cả năm. Thực tế này cũng cho thấy sự hấp dẫn của thị trường bất động sản trong năm nay cũng như thời gian tới. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, người lao động đi làm việc ở nước ngoài mỗi năm sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Những câu hỏi xung quanh vấn đề này sẽ được Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước giải thích rõ hơn trong phần tiếp theo của chương trình. Lần đầu tiên một chương trình tái hiện lại các nét văn hóa Hà Nội xưa với tên gọi Ký ức Hà Nội đã khai mạc vào tối 30 tháng 12 tại Hoàng Thành Thăng Long. Bắt đầu từ ngày mai, ngày 1 tháng 1 năm 2016, mức lương tối thiểu vùng sẽ được áp dụng ở mức mới. Cụ thể là mức từ 2 triệu 400.000 đồng đến 3 triệu 500.000 đồng một tháng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có sử dụng lao động. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 250.000 đến 400.000 đồng một tháng. Mức lương tối thiểu vùng như trên là mức thấp nhất, làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Theo luật bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, thì người lao động đi làm việc ở nước ngoài mỗi năm sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Với chế độ bảo hiểm xã hội mới này thì về cơ bản là sẽ đem lại lợi ích cho người lao động sau khi về nước. Bởi nếu họ tiếp tục đóng bảo hiểm thì thời gian đóng bảo hiểm trong cuộc đời của họ sẽ được liên tục và đảm bảo cho đến tuổi về hưu có đủ các điều kiện được hưởng chế độ phúc lợi của nhà nước. Tuy nhiên, xung quanh vấn đề đóng bảo hiểm của lao động làm việc ở nước ngoài thì vẫn còn nhiều câu hỏi được doanh nghiệp cũng như là người lao động quan tâm. Và trong cuộc trao đổi với phóng viên thời sự sau đây, ông Tống Hải Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ giải thích rõ hơn về những quy định mới này. Xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn. Thưa ông, luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2016 thì có những cái quy định liên quan đến người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Vậy ông đánh giá như thế nào về những cái quy định mới này? Theo tôi thì cái quy định mới này nó có tính nhân văn ở chỗ là đối với những người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, người ta đã tham gia bảo hiểm xã hội rồi thì người ta có cơ hội được tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội khi người ta đi làm việc ở nước ngoài, và khi người ta quay trở lại nước thì cái tính liên tục của cái bảo hiểm xã hội nó sẽ được tính cho người ta. Còn đối với những đối tượng trước khi đi làm việc ở nước ngoài chưa tham gia bảo hiểm xã hội thì nó cũng sẽ có cái cơ hội để sau này khi người ta về nước để người ta tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội một cách liên tục, để đến khi người ta đến tuổi nghỉ hưu thì người ta có một cái chế độ bảo hiểm xã hội nó được phù hợp. Thì đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng là nhân văn đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Vâng, theo ông thì những cái quy định này là rất nhân văn, tuy nhiên thì người lao động và các cái doanh nghiệp thì vẫn còn một vài cái băn khoăn là nếu như luật này được áp dụng thì người lao động sẽ phải đóng 2, thậm chí là đến 3 lần phí bảo hiểm xã hội tại cùng một thời điểm. Ông đánh giá như thế nào về những cái băn khoăn này? Theo cái quy định của luật này thì tất cả những người lao động Việt Nam làm việc nước ngoài phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng chỉ có 2 loại hình là bảo hiểm hưu trí và tử tuất. Trong khi đấy, nếu mà người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài hiện nay ấy, thì tại một số quốc gia là người ta cũng phải tham gia bảo hiểm, nhưng ở đây chỉ là bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm rủi ro, bảo hiểm y tế, những cái mà xảy ra trong thời gian người ta làm việc ở nước ngoài. Thế nên là không thể nói là cái chuyện này là chuyện trùng lắp được. Một trong những vấn đề mà doanh nghiệp và người lao động quan tâm nữa là nếu mà không đóng bảo hiểm xã hội thì liệu họ có được đi xuất khẩu lao động hay không? Và khi đóng thì cái hình thức đóng như thế nào? Và cái trách nhiệm của mỗi bên tham gia bảo hiểm xã hội là như thế nào? Chưa bao giờ có một cái quy định nào thể hiện là người lao động nếu không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì sẽ không đủ điều kiện để đi làm việc ở nước ngoài. Mà ở đây chúng ta nói là cái việc yêu cầu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, như tôi nói là nó có nhân văn. Còn cái việc tham gia bảo hiểm xã hội, nguyên tắc là tham gia bảo hiểm xã hội là khi người lao động nhận được lương thì mới phải đóng bảo hiểm xã hội. Thì người lao động có rất nhiều cái phương thức và cách thức để đóng bảo hiểm xã hội. Có thể đóng 1 tháng, đóng theo 3 tháng, đóng theo 6 tháng, thậm chí đóng theo 1 năm, hoặc có thể đóng cả một lần. Đấy là tùy vào cái điều kiện tài chính của người lao động. Nhưng chúng tôi cũng khuyến cáo các doanh nghiệp là không nên yêu cầu người lao động phải nộp bảo hiểm xã hội trước khi người lao động xuất cảnh. Là vì tại thời điểm đấy người lao động chưa có thu nhập để mà có thể tham gia bảo hiểm xã hội. Tốt nhất là khi người lao động sang làm việc ở nước ngoài, sau khi có thu nhập thì người ta có thể cân nhắc. Nên là người lao động hoàn toàn có quyền lựa chọn cái cách tham gia bảo hiểm như thế xã hội như thế nào. Và doanh nghiệp không có yêu cầu, không có trách nhiệm phải yêu cầu người lao động. Nhưng chúng tôi cũng khuyến cáo các doanh nghiệp là trong cái nội dung bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi xuất cảnh, nên đưa cái nội dung của luật bảo hiểm xã hội vào để hướng dẫn cho người lao động biết là người ta có trách nhiệm và có nghĩa vụ tham gia vào cái bảo hiểm xã hội, để họ tự cân nhắc cái việc là nên tham gia theo hình thức, đóng theo hình thức nào và cách thức, phương thức như thế nào để đôi bên cùng thấy thoải mái. Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho bài phỏng vấn. Tiếp tục cũng sẽ là một quy định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Và đây cũng là một quy định mà những cặp đôi người Việt Nam và người nước ngoài đang có ý định kết hôn nên lưu tâm. Bởi vì bắt đầu từ ngày mai, theo luật hộ tịch 2014 và nghị định hướng dẫn, thì vòng phỏng vấn trong thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài sẽ được lược bỏ, góp phần tiết kiệm thời gian cho người dân và đơn giản hóa thủ tục đăng ký. Anh Kyle James Doherty đến từ Scotland và người vợ Việt Nam đã vượt qua vòng phỏng vấn để đăng ký kết hôn vào năm ngoái. Sau hơn một năm, anh vẫn nhớ như in những câu hỏi trong vòng phỏng vấn. Những câu hỏi nhằm đảm bảo đây là một cuộc hôn nhân đúng nghĩa và hai người thực sự hiểu nhau. Lúc đó tôi sợ rằng mình sẽ quên một thứ gì đó. Và đúng là anh ấy đã quên. Đúng là tôi đã quên. Tôi quên mất ngày đính hôn và chắc chắn là vợ tôi sẽ không giờ cho phép tôi quên nữa. Tôi nghĩ rằng việc lược bỏ vòng phỏng vấn sẽ bớt căng thẳng cho các cặp đôi hơn rất nhiều, vì toàn bộ quá trình đăng ký kết hôn cũng khá phức tạp. Anh Nishijima Shin từ Nhật Bản và người vợ Việt Nam đã tham gia vòng phỏng vấn và đăng ký kết hôn vào năm 2011. Theo anh, vòng phỏng vấn là cần thiết cho việc đảm bảo hôn nhân lành mạnh. Dẫu vậy, anh nghĩ đây sẽ là một tin vui đối với những cặp đôi muốn kết hôn, bởi không phải người nước ngoài nào cũng nói được tiếng Việt. Thuận lợi hơn cho hai vợ chồng mà có không biết tiếng, và bởi vì hai vợ chồng mà được phỏng vấn thì rất là căng thẳng, thì tôi biết tiếng Việt, vì thế phỏng vấn cũng không gặp khó khăn gì, thoải mái. Việc lược bỏ vòng phỏng vấn, theo đại diện Bộ Tư pháp là phù hợp với Hiến pháp năm 2013 với những quy định nhấn mạnh quyền con người, trong đó có quyền kết hôn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện quy định mới sẽ được theo dõi để điều chỉnh nếu cần thiết. Trong nghị định cũng vẫn có giữ lại một cái quy định là giao cho Bộ Tư pháp căn cứ vào cái tình hình thực tế thì có thể sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để quy định bổ sung cái thủ tục phỏng vấn này trong trường hợp cần thiết, nhằm bảo vệ cái quyền lợi của các bên trong cái quan hệ hôn nhân gia đình của nước ngoài. Theo thống kê của Bộ Tư pháp, trong năm ngoái có gần 7.000 công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, trong đó hơn 1/3 là kết hôn với công dân Mỹ.
Năm 2015, du lịch Việt Nam đã đón gần 8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 1% so với năm 2014. Đây là kết quả đáng ghi nhận của du lịch Việt Nam trong giai đoạn khó khăn khi mà đà sụt giảm khách quốc tế diễn ra trong suốt 6 tháng đầu năm. Một kết quả nữa đáng ghi nhận trong năm 2015 đó là lượng khách quốc tế đến từ 6 thị trường Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha và Belarus được miễn phí thị thực đều tăng trưởng. Trong đó thì thị trường Tây Ban Nha và Italy tăng trưởng trên 10%. Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng là chính sách miễn visa khi được ban hành chưa đủ thời gian để phát huy tác dụng thực sự đối với các thị trường nguồn, đặc biệt là đối với các thị trường Tây Âu. Và dự báo năm 2016, du lịch Việt Nam đề ra mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng khoảng 6% so với năm 2015. Đồng thời dự kiến đưa Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch chính thức đi vào hoạt động, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh tại các thị trường trọng điểm. Lần đầu tiên, một chương trình tái hiện lại các nét văn hóa Hà Nội xưa với tên gọi là Ký ức Hà Nội đã khai mạc vào tối qua 30 tháng 12 tại Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Những không gian phố cổ, làng cổ, các khu trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ ẩm thực của người Thăng Long, Hà Nội là điểm nhấn của chương trình, thu hút được sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước nhằm khám phá những tinh hoa của xứ Hà Thành xưa. Phố Bát Đàn, hàng đào, hàng trống, tiệm sách cũ với những cuốn sách gối đầu giường của những thanh niên Hà Nội một thời, những chiếc đèn dầu quen thuộc thời bao cấp, hay những chuyến tàu điện leng keng mỗi sáng. Một Hà Nội xưa quen thuộc, thân thương đã hiện hữu trong Ký ức Hà Nội hôm nay. Nhìn các đồ cổ này cũng nghĩ lại, nhớ lại thời xưa trong gia đình nhà bác. Thì các cụ từ ông bà đến bố mẹ bác có rất nhiều những cái thứ đồ cổ này. Chẳng hạn như các cái đỉnh đồng bây giờ vẫn còn giữ được, phải đi tàu điện đi học. Bác liên tưởng đến cái tiếng leng keng của cái chuông của tàu điện. Mỗi buổi sáng là khoảng 4 rưỡi 5 giờ đã có tàu điện rồi. Nhưng mà bây giờ bỏ hết rồi thì thành ra cái này chỉ còn trong ký ức của những người bằng lứa tuổi bác. Hà Nội xưa được tái hiện bằng nghệ thuật sắp đặt với không gian phố cổ, làng cổ, dấu ấn kiến trúc, nghệ thuật hoa, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của người Thăng Long khéo tay nghề đất lề kẻ chợ, được ban tổ chức sắp xếp một cách khéo léo. Ký ức Hà Nội không chỉ giúp du khách trong nước, đặc biệt thế hệ trẻ tìm hiểu một Hà Nội xưa, mà còn mang đến cho du khách quốc tế những trải nghiệm thú vị. Tôi và chồng tôi cảm thấy rất hào hứng khi tham gia sự kiện này. Đặc biệt, tôi thấy rất cảm động khi nhìn thấy những thành lũy và những đồ vật cổ được tái hiện lại nơi đây. Hà Nội xưa rất thú vị, nhưng Hà Nội ngày nay thì lại mang cái nhìn hướng đến tương lai. Cảm thấy là rất là hồi hộp và vui vì được lần đầu tiên được tham gia một chương trình rất là lớn và cảm thấy là có ý nghĩa. Chương trình Ký ức Hà Nội đã chính thức khai mạc. Đây là sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đậm dấu ấn du lịch thủ đô trong những ngày cuối năm này. Chúng tôi muốn tạo ra một cái sản phẩm du lịch văn hóa của người Hà Nội xưa và nó còn đọng đến ngày hôm nay, còn được lưu giữ đến ngày hôm nay và chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ được lưu giữ đến mai sau. Một Hà Nội từ những năm 1980 của những thế kỷ trước trong lòng Hà Nội hôm nay đã thu hút đông đảo người xem ngay tại ngày khai mạc. Bằng hội họa, các vật dụng mô phỏng hay các nghệ thuật sắp đặt gồm các hiệu sách cũ, các phương tiện giao thông, một Hà Nội đơn giản nhưng yên bình sẽ được tái hiện lại. Ký ức Hà Nội sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày từ ngày 30 tháng 12 năm 2015 cho đến ngày 4 tháng 1 năm 2016. Ở phần cuối của chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
Chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị đừng quên truy cập vào website vtv4.vn hoặc kênh YouTube BTV4Go để theo dõi lại chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.